Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua một bài mới nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức cũ nhé. Chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức của bài 1, bài 2, bài 3, bài thực hành 1 và bài thực hành 2. Ta sẽ ôn lại các kiến thức cũ của bài 1, máy tính và chương trình máy tính. Các em cùng theo dõi nha. Bài số 2 là làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình. Bài thực hành 1 là mình làm quen với Re Pascal. Bài 3 là chương trình máy tính và dữ liệu. Bài thực hành 2 là viết chương trình để tính toán. Như vậy ở mỗi bài các em phải nhớ được các cái kiến thức trọng tâm giống như cô đã đưa ra cho mình. Mình phải coi rất là nhiều ha. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu vào cái phần bài tập. Cô sẽ hướng dẫn các em phần lý thuyết. Chúng ta sẽ hoàn thành các cái câu trắc nghiệm. Mỗi một câu trắc nghiệm cô đều có giải thích rất cặn kẽ, cụ thể, rõ ràng và chi tiết. Vậy các em cố gắng theo dõi để mình hiểu nhé. Rồi, bài tập trắc nghiệm. Câu thứ nhất, hành động nào dưới đây thể hiện việc con người ra lệnh cho một cái thiết bị nào đó làm việc? Thứ nhất là học sinh đang bỏ rác vào thùng, bạn nhỏ đang lặt rau, và bạn nhỏ đang chơi Lego, và sinh viên đang điều khiển xe robot. Như vậy câu đúng sẽ là câu D, sinh viên đang điều khiển xe robot. Câu số 2, chương trình máy tính là gì? Như chúng ta đã biết, chương trình máy tính nó là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Câu số 3, ngôn ngữ lập trình là gì? Rồi, ngôn ngữ lập trình nó là cái ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Câu thứ 4, việc tạo ra chương trình máy tính gồm hai bước nào? Thì như mình đã biết nè, việc tạo ra chương trình máy tính, bước thứ nhất là viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình. Bước thứ hai là dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được, nên ta chọn 4C. Tương tự như câu số 4 thì câu số 5 nó chỉ khác cái cách trả lời thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn câu 5 cũng là C, viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy. Rồi, câu số 6, chương trình dịch làm gì? Mình đã học rồi ha, chương trình dịch nó là cái chương trình mà dùng để chuyển đổi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Câu số 7, có bao nhiêu cách để robot hoàn thành công việc nhặt và bỏ rác đúng nơi quy định? Thì đây chúng ta thấy robot có thể đi rất là nhiều cách để đến cái đống rác của mình, sau đó sẽ bỏ vào đúng thùng rác. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta sẽ có nhiều cách. Câu số 8, tại sao cần viết chương trình? Các em chọn câu đúng nhất nha. Như vậy, viết chương trình sẽ giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn. Câu số 9, các câu lệnh trong chương trình được thực hiện theo thứ tự như thế nào? Thì máy tính nó sẽ thực hiện các câu lệnh trong chương trình một cách tuần tự, từ lệnh đầu tiên cho đến lệnh cuối cùng, 9D. Câu số 10, thông tin được đưa vào máy tính phải được chuyển đổi thành dạng dãy bit. Vậy dãy bit là dãy các số chỉ gồm những số là 1 và 0. Ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ cái và các quy tắc, câu 11B. Rồi, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Thì cái tên hợp lệ ở đây cô giải thích từng cái nha. Binz có dấu chấm nên sai nè, Suboi có a còng nè, Wowy có gạch ngang nè, nên là A, C, D sai. Như vậy cái câu hợp lệ chính là câu B, correct. Câu 13, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Pascal không phân biệt hoa thường,
Đó, cho nên câu A và câu D đều đúng. Câu C có dấu xếp gạch, nó dấu xếp gạch là dấu được phép khai báo đúng trong cái tên nha. Như vậy cái câu D, A, C, D đều đúng. Câu B là câu sai bởi vì có khoảng trắng. Rồi câu 14, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Như chúng ta đã biết, tên mà trùng với từ khóa sẽ không hợp lệ, cho nên câu sai ở đây chính là câu D. Rất là nhiều bạn nói là cô ơi, câu A, câu C, B, câu D cũng có từ khóa, nhưng usage là từ khóa, program là từ khóa, nhưng usage program thì không phải là từ khóa. Câu số 15, tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Tiếp tục nha, chúng ta thấy diện tích nè là nó có khoảng trắng, cho nên là sẽ không hợp lệ. Begin trùng với từ khóa cho nên cũng không hợp lệ. Câu D thì có dấu gạch ngang cho nên cũng không hợp lệ. Như vậy câu đúng của mình đây chính là tam giác câu C. Rồi, trong Pascal khi gõ từ khóa cho biết điểm bắt đầu phần thân thì chúng ta có thể viết là begin. Cả ba câu đều đúng do cô nói rồi ha. Pascal không phân biệt hoa thường. Câu 17, đâu là các từ khóa? Rồi, như chúng ta đã nhìn qua thôi là chúng ta đã thấy được các từ khóa mà chúng ta đã từng học ở đây là program, end và begin. Cho nên câu 17 chúng ta sẽ chọn là A. Rồi, câu số 18. Program là từ khóa dùng để. Program chính là từ khóa dùng để khai báo tên chương trình. Chúng ta tiếp tục câu 19. Tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Chúng ta thấy câu A có khoảng trắng nè, nên không hợp lệ. Câu B có dấu gạch ngang xuống dưới, gạch xuống dưới nên không hợp lệ. Câu D có mũ nên không hợp lệ. Như vậy, cái tên hợp lệ chính là câu C lớp 8A. Câu 20, tên nào là không hợp lệ? Đó, chúng ta chỉ cần nhìn qua là chúng ta thấy câu D có A cộng, như vậy nó không hợp lệ. 20, D. Tương tự như vậy câu 21, khi chúng ta đọc đề chúng ta nhớ để ý chữ không hợp lệ hay là hợp lệ nha. Tên nào là không hợp lệ? Như vậy câu 21, câu không hợp lệ chính là câu C, chữ diện tích nó có khoảng trắng. Rồi, chúng ta qua câu 22. Cấu trúc của chương trình Pascal sẽ gồm phần khai báo và phần thân 22B. Phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có? Chúng ta đã từng biết rồi, đó chính là phần thân bắt buộc phải có. Câu 24, lệnh khai báo thư viện trong ngôn ngữ lập trình Pascal là, nó là lệnh usage ha, chúng ta hay nhớ nó, usage CRT đó. Rồi 24B. Trong Pascal, lệnh CLRSCR, đây là lệnh clear screen, nó dùng để xóa màn hình 25A. Rồi câu 26, từ nào sau đây không phải từ khóa? Như chúng ta đã biết rồi, begin, usage, program đều là từ khóa, nên từ không phải từ khóa là SQRT. Câu 27, quy tắc đặt tên trong Pascal là tên không trùng với từ khóa nè, không được có khoảng trắng nè, không bắt đầu bằng số nè, cho nên là cả ba câu trên đều đúng 27D. Rồi, câu 28, từ khóa end trong Pascal dùng để từ khóa end dùng để kết thúc phần thân 28D ha. Rồi câu 29. Trong chương trình Pascal, tọa phím Alt tab chúng ta nhớ ha, Alt tab chính dùng để dịch chương trình. Rồi câu 30. Khi soạn thảo xong Pascal mà muốn lưu chương trình, đó mình nhớ nha, muốn lưu thì mình sẽ nhấn F2. Rồi, câu 31. Trong chương trình Pascal, từ khóa dùng để khai báo tên chương trình chính là program. Câu 32. Khi mà một chương trình Pascal đã hết lỗi rồi á, mình muốn chạy chương trình thì mình sẽ nhấn phím gì nè? Ctrl F9 32B. Rồi, kết quả in ra màn hình của câu lệnh
Rai Lai nè, đó, hôm bữa nè cô đã giảng cái phần này rất là kỹ rồi ha. Nếu mà chúng ta để trong cái cặp dấu nháy đơn thì nó sinh ra cái chuỗi hay ra nội dung chính xác của cái chuỗi đó. Rồi chúng ta không đặt trong cặp nháy đơn nó thì nó sinh ra kết quả đó, hay ra giá trị. Như vậy câu 33 sẽ có đáp án là 5 cộng 20 bằng 25. Đáp án của chúng ta là 33A. Rồi, chúng ta qua câu 34, chọn câu đúng. Díp là phép chia lấy phần nguyên, cho nên 16 chia lấy nguyên cho 5 sẽ được được 3. Rồi, câu 35, để nhập dữ liệu thì chúng ta sẽ dùng lệnh là chúng ta đã biết rồi, câu lệnh nhập đó là readline, cho nên chúng ta chọn câu 35B, readline. Rồi câu 36, chúng ta thấy nè, biến A nhận các giá trị là 0, trừ 1, 1, 2.3. Nó vừa là số nguyên, vừa là số thập phân. Cho nên chúng ta sẽ khai báo biến A sự thuộc kiểu dữ liệu là số thực 36C, kiểu real ha. Câu 37, kiểu dữ liệu integer nó sẽ có giá trị lớn nhất là 32.767, nên câu 37 chúng ta sẽ chọn B. Gần câu 38, A là biến có kiểu dữ liệu số nguyên, như vậy mình muốn xuất giá trị, nó cô nói rồi, xuất giá trị chúng ta không đặt trong cái cặp nháy đơn, cho nên câu đúng của chúng ta sẽ là câu C, Rayleigh mở ngoặc A sao A mở, không có nháy đơn. Câu 39, viết biểu thức A mũ 3 trừ B mũ 3 sang Pascal. Vậy chúng ta đã biết rồi, phép nhân hay số mũ thì chúng ta sẽ chuyển thành dấu dấu sao ở trong Pascal. Như vậy câu đúng sẽ là câu B, A sao A sao A trừ B sao B sao B. Câu 40, đây là phép mod. Như vậy thì mod chính là phép chia lấy phần dư. Vậy 16 mà chia lấy phần dư cho 5 sẽ được được 1. Rồi câu 41, câu lệnh Rayleigh là giá trị thực 2.n 2.m thì trong đó n nó quy định độ rộng in số và m quy định số chữ số thập phân, cho nên câu đúng sẽ là câu A. Chúng ta coi lại tất cả ha, từ đầu ha. Bài trắc nghiệm. Các em phải xem thiệt là kỹ, phải nghe cô giảng để mà mình hiểu nha. Cô vừa mới hướng dẫn cho mình xong cái phần lý thuyết đó, phần trắc nghiệm, thì chúng ta cùng nhau qua bài thực hành nhé. Bài số 1, để làm quen với một người bạn mới trong câu lạc bộ lập trình thì em hãy viết ít nhất là 3 câu giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Ở bài này cô có đố vui cho mình một lần rồi, cô cũng thấy có một vài bạn làm. Thì rất là đơn giản ha, chúng ta có một cái màn hình xanh nè, giới thiệu về bản thân mình, và sau đó chạy ra một cái màn hình đen ha, là màn hình kết quả. Ví dụ mà bạn học sinh này tên là Hoa Thần Vũ, học lớp 8 năm, thì bạn nói chào các bạn, mình là Hoa Thần Vũ, mình học lớp 8 năm và sở thích của mình là âm nhạc. Rồi cái bài số 2 cũng là một cái bài đố vui mà mình đã từng là biết rồi ha. Để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh thì bạn đen sẽ gửi tặng gia đình một hộp quà, còn mình á thì mình hãy tự trang trí cây thông Noel bằng ngôn ngữ lập trình Pascal nhé. Đây là một bài của một bạn lớp 8 đó, và bạn đã gửi bài cho cô, thì đây là cô lấy để cô giới thiệu với các em một cái bài mẫu nè. Còn các em thì các em tự trang trí một cái cây thông Noel khác nha. Rồi, bài số 3, viết chương trình in ra màn hình. 20 cộng 5 bằng 25, 30 nhân 5 bằng 150, 20 trừ 5 bằng 15. Nhưng trong đó kết quả của một phép toán là do chương trình tự tính toán, chứ chúng ta không có in ra những cái con số đó. Thì lúc nãy cô có giảng rồi. Ở đây chúng ta thấy nếu mà để trong giấy đơn là cái chuỗi thì nó sẽ in ra cái chuỗi. Chúng ta không để trong giấy đơn thì chương trình nó sẽ tự tự tính toán cho mình. Đó, 20 cộng 5 không đặt trong giấy đơn nên nó sẽ ra kết quả là số 25. Tương tự như vậy với số 150 và số 15. Rồi, như vậy cô dặn dò nhé.
Các em sẽ xem video nhiều lần để mình hiểu bài, ghi nhớ bài học. Tuần sau chúng ta sẽ có một tiết kiểm tra thường xuyên về lý thuyết. Nội dung là bài 1, bài số 2 và bài thực hành 1. Các em ôn tập từ câu 1 đến câu 32 trong phần trắc nghiệm. Và chúng ta ôn theo cái kiểu hiểu bài nhé, chứ không phải là chỉ có thuộc những câu trắc nghiệm đâu. Rồi, và các em làm bài tập về nhà nha. Rồi, chào tất cả các em. Rồi, hẹn gặp lại các em ở tuần kế tiếp. Chúc các em có được những cái buổi học tập thật vui và thật tốt nhé.